Ngoài phong độ chơi bóng trên sân cỏ thì đời sống thường ngày của giới cầu thủ cũng trở thành mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ, mà đặc biệt là chuyện tình yêu. Cùng tìm hiểu những tuyển thủ đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam đã yên bể giá thất. Đứng đầu trong danh sách này chắc chắn là đội trưởng Quý Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam. Trung vệ họ Quế khiến nhiều người phải trầm trồ bởi tình yêu dành cho gia đình nhỏ của mình. Anh kết hôn với cô nàng sinh năm 95, Dương Thùy Phương, Hoa Khôi Đại học Vinh vào đầu năm 2018. Lần đầu tiên gặp nàng là khi Hải đi xem cuộc thi Hoa Khôi của Đại học Vinh hồi năm 2014. Ngay lần đầu gặp mặt, chàng cầu thủ đã bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu hiền, phúc hậu của cô gái này. 4 năm sau, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Đến nay, gia đình anh đón nhận thêm một thành viên mới là cô cưng chuối nhỏ Sunny. Quý Ngọc Hải thường xuyên đăng tải hình ảnh dễ thương của vợ và con gái lên mạng xã hội, khiến mọi người phải trầm trồ. Không những thế, cầu thủ gốc Nghệ An còn đang là sự lựa chọn số 1 trong hàng phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như câu lạc bộ Viettel. 2. Bùi Tiến Dũng. Vợ chú bộ đội Bùi Tiến Dũng là Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 97, từng là du học sinh ở Singapore. Sau khi về nước, cô tiếp quản công việc của gia đình. Hiện cô làm quản lý cho một khách sạn lớn tại thành phố Bắc Ninh. Sau đám cưới vào tháng 6 năm 2019, Tiến Dũng và cô vợ Khánh Linh vừa sau đó đưa con đầu lòng là bé Sushi. Những bức hình chàng trung vệ tắm cho con, giặt đồ, cho uống sữa, ôm hôn Sushi cho thấy khả năng chăm con không kém người đàn anh Quý Ngọc Hải. Bà Phạm Thành Lương. Cầu thủ từng 4 lần giành quả bóng vàng Việt Nam đã chia tay đội tuyển được 3 năm, nhưng ở độ tuổi 31, tiền vệ nhỏ con vẫn luôn cực kỳ nguy hiểm và gây ấn tượng tại sân chơi V-League. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đặt vấn đề mời anh trở lại đội tuyển quốc gia trước khi kết hôn vào ngày 3 tháng 1 năm 2012. Thành Lương đã sở hữu 2 quả bóng vàng Việt Nam sau khi chính thức chia tay cuộc đời độc thân bằng đám cưới với cô bạn gái Nguyễn Thanh Huyền tại xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Lương còn tiếp tục giữ vững phong độ với việc nhận thêm 2 quả bóng vàng vào năm 2014 và 2016. Chuyện tình yêu của hai người bắt đầu khi một lần Huyền đến phỏng vấn Lương vào năm 2009 khi cô đang tham gia thực tập nghề nghiệp và là sinh viên của trường Đại học Lao động Xã hội. Lần gặp đầu tiên, Thành Lương gặp ngay tiếng sét ái tình với cô sinh viên trẻ trung, cùng vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Cô gái trẻ cũng bị đổ gục bởi vẻ hiền lành, cười mở, hài hước của chàng trai lúc đó đã là ngôi sao trên sân cỏ. Thành Lương, Huyền Puti có lẽ là cặp đôi đáng yêu nhất của làng bóng đá Việt Nam. Và lúc này, cặp đôi đã có một bé trai và một bé gái. 4. Đỗ Hùng Dũng. Tháng 4 năm 2019, khi đám cưới của Hùng Dũng và Mộc Trinh được công bố, nhiều người không khỏi bất ngờ vì trước đó cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ công khai một nửa của mình trên trang cá nhân. Mộc Trinh, 22 tuổi, quê ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cô hiện là sinh viên năm cuối Đại học Văn hóa Hà Nội. Hùng Dũng và vợ quen nhau vào khoảng năm 2015. Sau 4 năm yêu nhau, cả hai đi đến hôn nhân vào tháng 4 năm 2019. Tháng 10 vừa qua, Mộc Trinh đã sinh con trai đầu lòng. Không ít cầu thủ thi đấu thăng hoa sau khi yên bề gia thất. Ngoài tài năng và sự kỷ luật trong sinh hoạt, thành công của Đỗ Hùng Dũng có một phần đóng góp rất lớn từ hậu phương, đó là bà xã Triệu Mộc Trinh. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2019 có thể nói là năm thành công nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Đỗ Hùng Dũng. Chỉ trong một năm, cầu thủ này có được 2 chức vô địch cùng với câu lạc bộ Hà Nội và tấm huy chương vàng SEA Games trên đất Philippines. 5. Nguyễn Văn Quyết. Là một trong những cầu thủ nổi bật của đội tuyển Việt Nam và là thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội, chuyện tình của Văn Quyết cũng giành được nhiều sự quan tâm. Phu nhân của Văn Quyết là Nguyễn Huyền My, sinh năm 1990. Cô là con gái đầu lòng của cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đồng. Văn Quyết và bà xã Huyền My kết hôn năm 2015, đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Huyền My thường xuyên dẫn con trai ra sân hàng đẫy để xem bố thi đấu. Mỗi lần tập trung đội tuyển xa nhà, Quyết vẫn thường tranh thủ về thăm hai mẹ con rồi quay lại đội tuyển. Nhan sắc của bà mẹ một con được đánh giá không phải dạng vừa. Quyến rũ, xinh đẹp, Huyền My còn có sự nghiệp kinh doanh thời trang rất thành công. 6. Nguyễn Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là một trong số ít cầu thủ lập gia đình, nhưng vẫn duy trì được phong độ và thể lực như mới đôi mươi. Anh là cầu thủ hiếm hoi khi thi đấu 4 kỳ AFF Cup là 2010, 2012, 2016 và 2018. Gần đây nhất, anh là một trong hai cầu thủ trên 23 tuổi, góp công lớn vào chức vô địch SEA Games 30. Ở tuổi 30, anh đã đoạt tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trong chuyện tình cảm, Trọng Hoàng và bà xã quen nhau 3 năm trước khi đi đến quyết định kết hôn. Cả hai cũng thuộc tuýp người kín tiếng. Người đánh cắp trái tim tiền vệ xứ Nghệ là Quỳnh Anh. Cô xuất thân trong một gia đình trí thức và đang làm việc ở ngành công an. Cô sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, cùng mái tóc bồng bềnh. Nhan sắc của bạn gái tiền vệ câu lạc bộ Viettel được nhiều fan khen ngợi. Thời điểm diễn ra đám cưới của cặp đôi vô cùng đặc biệt, đó là vào cuối tháng 10 2018.
thời điểm đội tuyển Việt Nam đang tập trung bên Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, Trọng Hoàng đã xin phép huấn luyện viên Park Hang-seo để về nước tổ chức ngày lễ trọng đại của đời mình. Anh đã được ông thầy người Hàn Quốc vui vẻ đồng ý, đồng thời chúc phúc cho cậu học trò. 7. Nguyễn Anh Đức. Ai cũng biết Anh Đức là một cầu thủ nổi tiếng, một tỷ phú của làng bóng đá Việt Nam với khối tài sản khổng lồ. Người ta vẫn bảo thuận vợ thuận chồng, tặng biển ông cũng cạn. Vợ chồng Anh Đức chính là một ví dụ điển hình. Đằng sau thành công của Anh Đức luôn có bóng dáng một người phụ nữ tần tảo và chấp nhận hy sinh để chồng tỏa sáng. Anh và bà xã Bảo Trâm lấy nhau vào năm 2011. Hai người đã có một bé trai và một bé gái. Bảo Trâm là con gái của chủ nhà hàng ngay đối diện sân, còn Anh Đức thì thường xuyên cùng đồng đội đến đây ăn uống. Và không biết từ lúc nào, chàng tiền đạo của chúng ta đã để ý đến cô con gái chủ nhà hàng xinh xắn. Kết quả, năm 2005, Bảo Trâm nhận lời yêu Anh Đức và nên duyên vào năm 2011. Anh Đức cũng thuộc nhóm của hiếm trong làng bóng đá Việt Nam. Sau 8 năm kết hôn, ở tuổi 35, thủ quân của câu lạc bộ Bình Dương vẫn thi đấu đỉnh cao và là một trong những hạt nhân quan trọng trong chiến dịch lên ngôi tại AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này còn từng chia sẻ, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều về nhà phụ vợ chăm sóc, dạy dỗ con cái. 8. Nguyễn Tuấn Mạnh. Nguyễn Tuấn Mạnh là một trong ba thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Vợ của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh là Ánh Tuyết, cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, không nổi đình nổi đám như các hot girl là vợ hay bạn gái cầu thủ khác, nhưng nhan sắc của bà xã Tuấn Mạnh cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Cả hai kết hôn vào năm 2014 sau hơn 3 năm tìm hiểu. Hiện tại, cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Khánh Hòa có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ và con trai. Ánh Tuyết kinh doanh mỹ phẩm online và dành thời gian chủ yếu để chăm sóc chồng con. 9. Ngô Hoàng Thịnh. Dương Anh Nguyệt, người bạn đời của Ngô Hoàng Thịnh, chính là bạn thân của tiền vệ Võ Huy Toàn. Cơ duyên đưa đẩy hai người đến với nhau sau một lần kết bạn trên mạng xã hội. Cả hai quyết định gặp gỡ sau một thời gian tìm hiểu nhau trên Facebook. Trong lần đầu gặp mặt, Hoàng Thịnh ngay lập tức bị đốn gục bởi vẻ xinh xắn và dễ thương của cô gái. Anh Nguyệt làm nghề trang điểm cô dâu và cho thuê đồ cưới, nhan sắc rất ưa nhìn. Cặp đôi Hoàng Thịnh, Ánh Nguyệt đã về chung một nhà vào tháng 10 năm 2018. Hiện tại, cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có phong độ rất tốt và luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Trung Hoa Sông ở khu vực trung tuyến. 10. Đinh Thanh Trung. Quả bóng vàng 2017 Đinh Thanh Trung cũng là một trong số ít cầu thủ lấy vợ, sinh con rồi mới tập trung đá bóng. Cả hai đã quyết định đi đến tổ chức đám cưới khi ổn định được cuộc sống. Đinh Thanh Trung sắm được một căn hộ xinh xắn tại Hà Nội, còn bạn gái Thủy Trung ổn định công việc trong ngành hàng không ở thủ đô. Ngày 4 tháng 10 năm 2015, tại quê nhà Hà Tĩnh, đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và rất đông bạn bè đồng nghiệp. Sau 5 năm yêu nhau, ngày 4 tháng 10 năm 2015, tại quê nhà Hà Tĩnh, đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và rất đông bạn bè đồng nghiệp. Cả hai đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Không những thế, sau khi kết hôn, Thanh Trung còn chứng minh được phong độ và đẳng cấp của mình khi anh cùng với các đồng đội tại Quảng Nam lần đầu vô địch V-League, đồng thời đoạt luôn quả bóng vàng năm 2017. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Đinh Thanh Trung viết: "Tôi cưới Thủy Trung vì tâm hồn, phẩm chất của cô ấy. Vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất đã, đang và sẽ tiếp tục cùng tôi hoàn thiện những ước mơ.